Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Versace đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ UPS. Đầu tiên UPS họ nhận kiện hàng này, sau đó họ chuyển sang cho đơn vị vận chuyển USPS. Phía trên đây chính là số tracking của UPS và phía dưới đây chính là số tracking của USPS. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu mắt kính ngày hôm nay đến từ Versace. Ở nước ngoài thì họ rất là thường sử dụng bằng keo giấy giống như thế này để có thể bảo vệ môi trường. Bên trong thì ngoài chiếc mắt kính Versace, chúng tôi còn có đặt mua thêm một chiếc mắt kính đến từ Calvin Klein. Để hẹn các bạn trong các video sau, mình sẽ review mẫu Calvin Klein này nhé. Còn nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến từ thương hiệu Versace này đây. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt nhanh được. Jenny Versace thì được gọi đơn giản với cái tên là Versace, là một công ty thời trang cao cấp của Ý. Và tên thương mại này được thành lập bởi Jenny Versace vào năm 1978. Công ty này chuyên sản xuất quần áo và phụ kiện cao cấp ở Ý, cũng như là các sản phẩm thời trang cao cấp dưới tên thương hiệu Atelier Versace. Logo của thương hiệu là đầu của Medusa, một nhân vật thần thoại Hy Lạp. Logo này đến từ nền đổ nát trong khu vực Reggio Calabria, nơi mà anh chị em nhà Versace đã chơi khi còn nhỏ. Và Jenny đã chọn Medusa làm biểu tượng vì cô ấy đã khiến mọi người yêu cô ấy và họ không còn đường lui vì sẽ bị hóa đá. Thương hiệu cũng hy vọng rằng là công ty của mình cũng sẽ có tác động tương tự đối với mọi người và những người bị khách hàng đã sử dụng quần áo, giày dép và các phụ kiện đến từ thương hiệu. Đó chính là ý nghĩa của logo Medusa các bạn nha. Còn bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây chính là mẫu mắt kính nha. Phía dưới đáy hộp của chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp một số cái thông tin về sản phẩm. Đầu tiên là về mã sản phẩm nè, VE4436U. Mã màu sẽ là 108/73. Độ rộng kính là 57 nè, chiều dài gần kính là 140. Chúng ta sẽ có là Acetate Men Sunglass, một mẫu kính mát dành cho nam giới ha, và sử dụng vật liệu acetate, một loại nhựa rất là cao cấp. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp nha. Bên trong thì chúng ta sẽ thấy ngay một chiếc bóc cứng đựng mẫu mắt kính nha các bạn. Nó bảo quản chiếc mắt kính tốt hơn. Phía dưới là những vật dụng đi kèm, những phụ kiện như là sách hướng dẫn cũng như là khăn lau chuyên dùng dành cho mẫu mắt kính của chúng ta. Bên trong đây chính là nhân vật chính nha các bạn, mới 100% luôn. Versace thì họ bảo vệ hai chiếc càng kính này khá là đơn giản bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính, tương tự như một số thương hiệu thôi. Mình sẽ tạm thời lấy ra nha. Đây các bạn, mới 100%, có chăng là nó sẽ bị bám một ít bụi bãi. Cái này thì chúng ta vệ sinh rất là nhanh chóng. Và mẫu này sẽ có tên đầy đủ là Versace Fashion Men Sunglass, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ thương hiệu Versace thuộc bộ sưu tập Fashion. Và mã sản phẩm đầy đủ cho mẫu này sẽ là VE4436U-108-73. Thì mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha. Độ rộng kính có trên mẫu này sẽ là 57mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có một cái đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương của các bạn cũng như là cái phần phòng kính này nữa. Đây là những cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng luôn, giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang mà phải mang lại cái trải nghiệm đeo thực sự thoải mái thì chiếc mắt kính đó mới là phù hợp với bạn nha. Về màu trong kính trên mẫu này thì chúng ta sẽ có là màu nâu cơ bản, và cầu kính sẽ là 18mm,
Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây, chính là phần cầu kính của chúng ta. Càn kính trên mẫu này sẽ là 140mm, một chiếc càn kính cũng tương đối trung bình. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước được thể hiện bên trong càn kính bên trái. Thì tương tự như trên sản phẩm này, chúng ta cũng sẽ có ở đây mã sản phẩm là 4436-U, mã màu sẽ là 108-73 và thông số kỹ thuật như mình vừa chia sẻ là 57-18-140. Ở phần càn kính còn lại, chúng ta sẽ có dòng chữ tên thương hiệu Versace và dòng chữ Made in Italy cũng như chuẩn UKCA được thể hiện ngay trên phần thân càn bên phải. Và đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càn kính này. Còn phía bên ngoài càn kính, chúng ta sẽ thấy ngay sự nổi bật với một cái thiết kế bảng rất là lớn như thế này. Đây, phần thân càn rất là lớn, cùng với đó là một cái logo Medusa đặt nằm ở trung tâm phần thân càn rất là lớn, và xung quanh đó là những họa tiết Reca. Phần này thì chúng ta sẽ được trang bị bằng vật liệu kim loại các bạn nha, với lớp mạ PVD màu vàng gold cực kỳ sang trọng luôn, và logo 3D Medusa được chập nổi rất là bắt mắt, tăng cái độ nhận diện thương hiệu rất là mạnh mẽ cho mẫu mắt kính này từ cái góc nhìn hai bên. Về dạng khung trên mẫu này, chúng ta sẽ thấy một cái dạng khung khá là phổ biến, nó là dạng pilot, tức là dạng kính phi công. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có là màu đồi môi, và đây cũng là tông màu chủ đạo trên toàn bộ sản phẩm, nó mang lại cái nét sang trọng cổ điển hơn. Chất liệu khung sẽ là nhựa acetate, đây là một loại vật liệu nhựa tự nhiên, hay có tên gọi là cellulo acetate. Nó có nguồn gốc từ sợi thực vật các bạn nha, hoàn toàn tự nhiên và rất là an toàn cho sức khỏe. Về chế tác thì nó cho cái khả năng chế tác phối ghép họa tiết rất là linh hoạt, cũng như là sự bền bỉ, an toàn, sức khỏe. Đó là những cái yếu tố rất là vượt trội đến từ loại vật liệu này. Và hầu như đây là một trong những loại vật liệu cao cấp nhất có thể trong ngành chế tác mắt kính các bạn nha. Rất là đẹp luôn các bạn. Và qua các góc quay các bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% đây, không hề có dấu hiệu cấn móng hay trầy xước phía trên phần khung, hai bên ống kính nè, tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo luôn, mới 100%. Khớp kính thì còn cực kỳ chắc chắn các bạn nha, đây bên trong nè, rất là chắc chắn luôn ở cả hai bên. Thiết kế của sản phẩm thì nó rất là nam tính nè, được xen kẽ với sự sang trọng cổ điển. Gọng nhựa plastic thì mang lại độ bền, và đây là nhựa acetate, nó rất là cao cấp luôn. Về độ bền và độ thoải mái khi đeo thì trọng lượng của nó rất là nhẹ. Khung màu đồi mồi là một trong những cái tác phẩm rất là kinh điển, có thể kết hợp với bất kỳ trang phục nào, và đồng thời nó toát lên cái vẻ thanh lịch, tự nhiên cùng với tròng kính tông màu nâu, thời trang. Chiếc mắt kính này sẽ phù hợp với mọi kiểu trang phục và không bao giờ bị lỗi thời. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những chia sẻ của eShip.vn đến như bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Versace nói chung, cũng như là mẫu Versace Fashion dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.